Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức họp báo thông tin về Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ. Nghị quyết 01 đề cập đến các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Nội dung Nghị quyết 02 tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong Nghị quyết 01 thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định thông điệp của 2021 là gì? Đó là tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thách thức thành cơ hội. Kế thừa những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển.